Hello anh em, hôm nay mình lại có dịp trải nghiệm với em CF800MT Touring. Em xe này đang có giá bán rất là tốt nha anh em, chỉ có 260 triệu VAT thôi. Xuất hóa đơn cho anh em về đăng ký. Và cái dòng 800MT này nó là một dòng Adventure địa hình mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam mình vào khoảng tháng 8 năm nay. Đấy, thì anh em nào muốn test ride trải nghiệm thì anh em cũng có thể liên hệ với mình nha. Và chiếc CF800MT này thì nó là có xuất xứ từ China nha anh em. Đây là một hãng sản xuất mô tô top đầu của thị trường Trung Quốc. Và cái hãng xe này thì nó bán rất là nhiều những dòng xe địa hình cũng như là xe ATV 4 bánh ở thị trường châu Âu nha anh em. Đấy, nếu mà anh em quan tâm tới những dòng CF mô tô thì anh em có thể search Google, search YouTube để mà có thể xem review thêm. Đấy, đa số là chiếc xe này được bán ở thị trường châu Âu và những dòng xe này được rất là nhiều anh em biker lựa chọn bởi vì giá thành của nó rất là tốt, cũng như là xe thì nó đã được đạt chứng nhận Euro 5, cũng như là các chất lượng về tiêu chuẩn của chiếc xe thì nó cũng đều đáp ứng được của thị trường châu Âu. Đấy, và chiếc CF800MT này thì nó còn biết đến là được sử dụng chung cái nền tảng khung gầm cũng như là máy với dòng KTM 790 ADV rất là nổi tiếng ha, và cục máy này nó cũng sử dụng chung luôn với dòng ADV 790. Và ở trong cái phân khúc 800 phân khối thì cũng có rất là nhiều dòng xe, tuy nhiên là ở thị trường Việt Nam mình thì cái dòng CF800MT này á, nó có giá bán rất là tốt, chỉ có 260 triệu VAT thôi anh em, thì nó cũng còn cách khoảng 49 tới 50 triệu so với những người anh em như là Honda Transat 750. Và nó cũng rẻ hơn cả 100 triệu so với những dòng xe của Yamaha hay là Triumph. Đó, một cái mức giá rất là dễ để cho anh em tiếp cận để mà trải nghiệm chơi chiếc xe này. Và hầu như thì cảm giác lái đều rất là tốt, cũng như là độ hoàn thiện của chiếc xe cũng rất là ổn định ha, rất là tốt luôn. Xe trang bị ghi đông rộng nè, chiều cao yên chỉ có 825mm thôi. Anh em cao 1m7 trở lên là anh em đã sử dụng được chiếc xe này ha. Như mình 1m7 là mình sử dụng rất là dễ dàng, rất là vô tư. Và bên cạnh đó thì xe cũng trang bị rất là nhiều công nghệ cũng như là các tiện ích đi kèm. Hầu như là các dòng xe cùng phân khúc thì nó cũng ít được trang bị. Đấy, như là em này nó có 2 mode chạy nè, Sport và Range. Rồi ngoài ra thì xe còn có Wood Shift nè, có ABS Cornering, rồi có Cruise Control, ga điện tử, rất là phù hợp để cho anh em trong cái thời gian này bắn tốc độ rất là nhiều ha. Thì mình set Cruise Control, mình chạy thì nó sẽ không có bị quá tốc độ. Đó, mình kiểm soát rất là dễ luôn. Rồi xe thì trang bị phuộc của KIB, hành trình ngược, rồi trước sau thì nó cũng đều điều chỉnh được hết nha anh em. Rất là thoải mái cho anh em khi mà có thể điều chỉnh cái mức độ phuộc nhúng tùy theo cái nhu cầu của anh em. Đấy, bên cạnh đó thì khoảng sáng gầm của em này thì cũng lên đến là 19cm.